Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 24. Đoạn, David đi lên khỏi đó, ngủ tại trong đồn En-Gedi. Khi Saul đuổi theo dân Philistine trở về rồi, có người đến nói cùng Saul rằng, kìa, David ở trong đồng vắng En-Gedi. Saul bèn đem 3.000 người chọn trong cả dân Israel, kéo ra đi kiếm David và những kẻ theo người, cho đến các hòn đá của dê rừng. Saul đi đến gần chuồng chiên ở trên đường. Tại đó có một hang đá. Saul bèn vào đó đặng đi tiện. Và David và bọn theo người ở trong cùng hang. Những kẻ theo David nói cùng người rằng, này là ngày mà Đức Giê-hô-va có phán cùng ông, ta sẽ phó kẻ thù nghịch ngươi vào tay ngươi. Hãy xử người tùy ý ông. Nhưng David đứng dậy, cắt trộm vạt áo tơi của Saul. Đoạn, lòng người tự trách về điều mình đã cắt vạt áo tơi của vua. Người nói cùng các kẻ theo mình rằng, nguyện Đức Giê-hô-va chớ để ta phạm tội cùng Chúa ta là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va mà tra tay trên mình người, vì người là kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. David nói những lời ấy quở trách các kẻ theo mình mà ngăn cản chúng xông vào mình Saul. Saul đứng dậy ra khỏi hang đá và cứ đi đường mình. Đoạn, David cũng trỗi dậy đi ra khỏi hang đá gọi Saul mà nói rằng, hỡi vua chúa tôi. Saul ngó lại sau mình thì David cúi mặt xuống đất mà lại. David nói cùng Saul rằng, nhân sao vua nghe những lời của kẻ nói rằng David kiếm thế làm hại vua? Kìa, hãy xem, chính mắt vua có thể thấy được rằng ngày nay trong hang đá Đức Giê-hô-va đã phó vua vào tay tôi. Có người biểu giết vua, nhưng tôi dâng thứ cho vua mà rằng, ta không tra tay trên mình Chúa ta, vì người là đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Vậy cha ơi, hãy xem cái vạt áo tơi cha mà tôi cầm trong tay. Bởi vì tôi có vạt áo tơi của cha mà không giết cha, thì nhân đó khá biết và nhận rằng nơi tôi chẳng có sự ác hoặc sự phản nghịch, tôi chẳng có phạm tội gì với cha. Còn cha lại săn mạng sống tôi để cất nó đi. Đức Giê-hô-va sẽ đoán xét giữa cha và tôi. Đức Giê-hô-va sẽ báo thù cha cho tôi, nhưng tôi không tra tay vào mình cha. Như câu cổ ngữ nói, sự ác do kẻ ác ra, nhưng tay tôi sẽ không đụng đến mình cha. Vua Israel kéo ra đánh ai, cha đuổi theo ai? Một con chó chết, một con bỏ chét. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm quan xét, sẽ đoán xét cha và tôi. Ngài sẽ xem xét binh vực cớ lý tôi và xử cách công bình mà giải cứu tôi khỏi tay cha. Khi David nói xong các lời này thì Saul đáp rằng, hỡi David con ta, có phải tiếng con chăng? Saul cất tiếng lên khóc nói cùng David rằng, con thật công bình hơn cha, vì con có lấy điều thiện mà báo điều ác cha đã làm cho con. Ngày nay con đã tỏ ra con lấy điều thiện đối cùng cha, vì Đức Giê-hô-va đã phó cha vào tay con, song con không có giết cha. Khi người nào gặp kẻ thù nghịch mình, há để cho nó đi bình yên vô sự sao? Nguyện Đức Giê-hô-va lấy điều thiện báo cho con về sự con đã làm cho cha ngày nay. Quả hẳn ta biết rằng con sẽ làm vua và nước Israel sẽ bền lâu ở trong tay con. Vậy bây giờ hãy nhân danh Đức Giê-hô-va thề cùng ta rằng con sẽ chẳng diệt dòng dõi ta và chẳng hủy danh ta khỏi nhà tổ phụ ta. David lập lời thề cùng Saul. Saul bèn trở về nhà mình, còn David và các kẻ theo người trở lên nơi đồn. Chương 25. Kế ấy, Samuel qua đời, cả Israel nhóm lại đặng than khóc người, rồi chôn người trong nhà người tại Rama. David bèn đứng dậy
đi xuống đồng vắng Pharan. Vả có một người ở Ma-ôn, còn sản nghiệp nó thì ở Cạc-mên. Người rất giàu, có 3.000 chiên và 1.000 dê. Người đang ở Cạc-mên đặng hớt lông chiên mình. Người này tên là Na-banh và vợ là Abigail. Vợ thì thông minh tốt đẹp, còn chồng thì cứng cỏi hung ác, thuộc về dòng Caleb. David ở trong rừng hay rằng Na-banh hớt lông chiên, bèn sai 10 gã trai trẻ đi mà dặn rằng: "Hãy đi lên Cạc-mên tìm Na-banh, nhân danh ta chào người và nói rằng: nguyện ông được bình yên, nguyện nhà ông cũng được bình yên, phàm vật gì thuộc về ông đều được bình yên. Và bây giờ, tôi có hay rằng ông có những thợ hớt lông chiên. Trong lúc các kẻ chăn chiên ông ở gần chúng tôi chẳng hề khuấy khuất chúng nó, và trọn hồi chúng nó ở tại Cạc-mên chẳng có thiếu mất gì hết. Hãy hỏi tôi tới ông về điều đó, chúng nó sẽ nói cùng ông. Vậy, xin các cả trai trẻ được ơn trước mặt ông, vì chúng tôi đến trong ngày tốt lành. Hễ tay ông tìm thấy vật gì, hãy ban cho các tôi tớ ông và cho con ông là David." Vậy các gã trai trẻ của David đi đến và nhân danh David lặp lại cho Na-banh mọi lời ấy, đoạn nín lặng. Nhưng Na-banh đáp cùng các tôi tớ David rằng: "Ai là David, ai là con trai của Isai? Những tôi tớ trốn khỏi chủ mình ngày nay lấy làm đông thay. Lẽ nào ta sẽ lấy bánh, nước và thịt ta dọn sẵn cho các thợ hớt lông chiên mà cho những kẻ chẳng biết ở đâu đến sao?" Những gã trai trẻ của David thối đường trở về. Đến nơi, chúng nó thuật lại các lời ấy cho David nghe. David bèn nói cùng các người theo mình rằng: "Mỗi người trong chúng ta hãy đeo gươm mình." Chúng đeo gươm mình và David cũng đeo gươm của người. Ước chừng 400 người đi lên theo David, còn 200 người ở lại giữ đồ vật. Có một đứa đầy tớ báo tin cho Abigail vợ của Na-banh rằng: "David có sai những sứ giả từ đồng vắng đến chào chủ chúng tôi, nhưng Na-banh ở gắt góng cùng họ. Song trọn lúc chúng tôi ở gần những người ấy tại trong đồng thì họ rất tử tế cùng chúng tôi, chúng tôi không bị khuấy khuất và chẳng thiếu mất vật chi hết. Bao lâu chúng tôi ở gần các người đó lo chăn bầy chiên chúng tôi thì ngày và đêm họ dường như tường che cho chúng tôi. Vậy bây giờ khá xem xét điều bà phải làm, vì đã định giáng tai họa trên chủ chúng tôi và trên cả nhà người. Chủ dữ quá, không có ai nói cùng người được." Abigail vội vàng lấy 200 ổ bánh, 2 bầu da rượu nho, 5 con chiên được nấu chín, 5 đấu hột rang, 100 bánh nho khô và 200 bánh trái vả khô chất trên lưng lừa. Đoạn người nói cùng các tôi tớ rằng: "Hãy đi trước ta, ta sẽ đi theo các ngươi." Nhưng nàng không nói chi hết cùng Na-banh chồng mình. Nàng cởi lừa đi xuống theo một con đường có núi bao phủ, thì David và những kẻ theo người cũng xuống đụng mặt nàng. Nàng bèn gặp các người đó. Vả David có nói rằng: "Vậy thật lấy làm luống công cho ta đã gìn giữ mọi vật của người này có trong đồng vắng, đến nỗi chẳng thiếu mất gì hết. Còn hắn lại lấy oán trả ơn. Nguyện Đức Chúa Trời xử kẻ thù nghịch của David thật cho nặng nề. Từ đây đến mai, phàm vật gì thuộc về Na-banh, ta sẽ chẳng để còn lại vật nhỏ hơn hết." Khi Abigail thấy David, liền lật đật xuống lừa mình và sắp mình xuống đất tại trước mặt David mà lại. Vậy nàng phục dưới chân người mà nói rằng: "Lạy Chúa, lỗi về tôi, xin cho phép con đòi ông nói trước mặt ông. Xin hãy nghe các lời của con đòi ông. Xin Chúa chớ kể đến người hung ác kia là Na-banh, vì tánh hắn thật hiệp với nghĩa tên hắn là Na-banh, và nơi hắn có sự điên dại. Còn tôi là con đòi Chúa, chẳng có thấy những người Chúa đã sai đến. Bây giờ, Đức Giê-hô-va đã ngăn Chúa đến làm đổ huyết ra và lấy chính tay mình mà báo thù. Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và mạng sống của Chúa mà thề, nguyện các thù nghịch Chúa và kẻ tìm hại Chúa đều như Na-banh. Và bây giờ, này là lễ vật mà con đòi Chúa đem đến dâng cho Chúa để phát cho các người đi theo sau. Xin hãy tha lỗi cho con đòi Chúa. Đức Giê-hô-va quả hẳn sẽ lập nhà Chúa được bền lâu, vì Chúa đánh giặc cho Đức Giê-hô-va, và trọn đời Chúa sẽ chẳng tìm thấy một sự ác nơi Chúa. Nếu có ai dấy lên đặng bắt bớ và hại mạng sống Chúa, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Chúa sẽ gìn giữ mạng sống của Chúa trong bọc những người sống.
còn mạng sống của kẻ thù nghịch Chúa, Đức Giê-hô-va sẽ ném ra xa như khỏi trành ném đá vậy. Khi Đức Giê-hô-va đã làm cho Chúa tôi mọi sự lành mà Ngài đã hứa, và khi Ngài đã lập người làm đầu của Israel, thì ước gì Chúa tôi không phàn nàn và không bị lòng cắn rứt vì đã vô cớ làm đổ máu ra và báo thù cho mình. Lại khi Đức Giê-hô-va đã làm ơn cho Chúa tôi, nguyện Chúa nhớ đến con đòi của Chúa. David đáp cùng Abigail rằng: Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel vì đã sai ngươi đến đón ta ngày nay. Đáng khen sự khôn ngoan ngươi và chúc phước cho ngươi vì ngày nay đã cản ta đến làm đổ huyết và ngăn ta dùng chính tay mình mà báo thù cho mình. Nhưng ta chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống của Israel là đấng đã cản ta làm điều ác mà thề rằng: Nếu nàng không vội vàng đến đón ta, thì đến sáng mai, phàm vật gì thuộc về Na-ban sẽ chẳng còn lại vật mọn hơn hết. Vậy David nhận lễ vật do nơi tay nàng đem đến cho người và nói rằng: Hãy trở lên nhà ngươi bình an. Hãy xem, ta đã nghe theo tiếng ngươi và tiếp ngươi tử tế. Khi Abigail trở về cùng Na-ban, thì Na-ban đang ăn tiệc trong nhà mình, thật như yến tiệc của vua vậy. Na-ban có lòng vui vẻ và say lắm. Abigail không tỏ cho người biết điều gì hoặc cần kiếp hay chăng cho đến khi sáng. Nhưng sáng mai, khi Na-ban đã giả say rồi, vợ người thuộc lại hết, lòng người bèn kinh hoảng trở thành như đá. Cách chừng 10 ngày sau, Đức Giê-hô-va đánh Na-ban và người chết. Khi David hay Na-ban đã chết thì nói rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, vì đã xử đoán sự sỉ nhục mà tôi bị bởi Na-ban và đã giữ tôi tới ngày khỏi làm điều ác. Đức Giê-hô-va đã khiến sự hung ác của Na-ban đổ lại trên đầu hắn. Đoạn, David sai người đến hỏi Abigail làm vợ mình. Những tôi tớ David đến tìm Abigail tại Cạc-mên mà nói rằng: David sai chúng tôi đến cùng nàng vì người toan lấy nàng làm vợ. Nàng bèn trỗi dậy, sắp mình xuống đất mà nói rằng: Này con đòi của Chúa sẽ làm tôi mọi Chúa, đặng rửa chân các tôi tớ của Chúa tôi. Đoạn Abigail vụt đứng dậy cởi lừa mình, có 5 con đòi đồng theo mà đi với các sứ giả của David đặng làm vợ người. David cũng có cưới Ahinoam ở Gitreen và cả hai đều làm vợ người. Vả, Saul đã gả Mi-canh con gái mình và là vợ của David cho Phan-ti, con trai của La-ít, người Ga-lim. Chương 26. Dân Xiếp lại đến tìm Saul tại Gibea mà nói rằng: David há chẳng ẩn tại trên gò Hakila đối ngang đồng vắng sao? Saul bèn trỗi dậy kéo 3.000 tinh binh của Israel đi xuống đồng vắng Xiếp đặng tìm David. Saul đóng trại trên gò Hakila đối ngang đồng vắng tại nơi đầu đường. David ở trong đồng vắng, khi thấy Saul đến đuổi theo mình, bèn sai kẻ do thám đi và biết chắc rằng Saul đã đến. Bây giờ, David trỗi dậy, đi đến tận nơi Saul hạ trại. Người cũng thấy nơi ngủ của Saul và của Abner con trai Ner là quan tổng binh của người. Saul ngủ tại đồn, có đạo binh đóng trại xung quanh mình. David cất tiếng nói cùng Ahimelech người Hethit và Abishai con trai của Seruya em của Joab rằng: Ai muốn đi cùng ta xuống dinh Saul? Abishai đáp: Tôi sẽ đi xuống với ông. Vậy David và Abishai lúc ban đêm vào giữa quân lính, thấy Saul đang ngủ nằm trong đồn, cây giáo cắm dưới đất tại nơi đầu giường. Abner và quân lính nằm ở xung quanh người. Abishai nói cùng David rằng: Ngày nay Đức Chúa Trời đã phó kẻ thù nghịch ông vào tay ông. Xin cho phép tôi lấy giáo đâm người, chỉ một cái mà cặm người xuống đất, chẳng cần phải đâm lại. Nhưng David bảo Abishai rằng: Đừng giết người. Ai có thể tra tay trên kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va mà không bị phạt? Người tiếp rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề. Đức Giê-hô-va chắc sẽ đánh người, hoặc khi người đến kỳ định mà chết, hoặc khi người ra trận mà bị diệt vong. Nguyện Đức Giê-hô-va giữ, chớ cho tôi tra tay vào kẻ chịu sức dầu của Ngài.
ta xin ngươi, chỉ hãy lấy cây giáo nơi đầu giường người cùng cái bình nước, rồi chúng ta hãy đi. Như vậy, David lấy cây giáo và bình nước nơi đầu giường của Saul, rồi hai người đi. Không ai thấy hay là biết, và cũng chẳng ai tỉnh thức. Hết thảy đều ngủ, vì Đức Giê-hô-va đã khiến sự ngủ mê giáng trên chúng. Đoạn David sang qua bên kia, dừng lại tại trên chót núi xa trại quân, có một khoảng xa cách nhau. Người gọi quân lính với Abner con trai Ner mà nói rằng: Abner, ngươi chẳng đáp lời sao? Abner đáp rằng: ngươi là ai mà kêu la cùng vua? David đáp cùng Abner rằng: nào, ngươi há chẳng phải là một dõng sĩ sao? Trong Israel ai bằng ngươi? Vậy sao ngươi không canh giữ vua là chúa của ngươi? Có kẻ trong dân sự đã đến muốn giết vua chúa ngươi. Điều ngươi đã làm đó chẳng tốt đâu. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ngươi đáng chết vì không canh giữ chúa ngươi là đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Bây giờ hãy xem thử, cây giáo của vua và bình nước nơi đầu giường vua ở đâu? Sao lơ nhận biết tiếng của David bèn nói rằng: hỡi David con ta, có phải tiếng con chăng? David thưa rằng: hỡi vua chúa tôi, ấy là tiếng tôi. Người tiếp: cớ sao chúa đuổi theo tôi tới chúa như vậy? Tôi có làm điều gì và tay tôi đã phạm tội ác chi? Bây giờ xin vua hãy lắng nghe lời của tôi tớ vua. Nếu Đức Giê-hô-va xúi dục vua hại tôi, nguyện ngài nhậm mùi thơm của lễ. Nhưng nếu là loài người, nguyện chúng bị rủa sả trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì ngày nay chúng đuổi tôi đi khỏi chỗ dành cho tôi trong sản nghiệp của Đức Giê-hô-va, và chúng nói rằng: hãy đi thờ tà thần. Ôi, nguyện huyết tôi chớ chảy ra trên đất cách xa mặt Đức Giê-hô-va. Vì vua Israel đã kéo ra đặng tìm một con bọ chét, như người ta đuổi theo chim đa đa trong núi vậy. Bây giờ Sao-lơ nói: ta có phạm tội. Hỡi David con ta, hãy trở lại. Ta sẽ chẳng làm hại cho con nữa, vì ngày nay con đã kính nể mạng sống ta. Thật, ta đã làm điên cuồng, phạm một lỗi rất trọng. David nói: này là cây giáo của vua, hãy cho một gã trai trẻ của vua đi qua đây mà lấy đi. Đức Giê-hô-va sẽ báo trả cho mọi người tùy theo sự công bình và trung tín của người. Vì ngày nay ngài đã phó vua vào tay tôi, mà tôi không khứng tra tay vào đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Ngày nay tôi lấy mạng sống vua làm quý trọng thế nào, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ lấy mạng sống tôi làm quý trọng thế ấy, và giải cứu tôi khỏi các hoạn nạn. Sao-lơ nói cùng David rằng: hỡi David con ta, nguyện con được phước. Quả thật con sẽ làm công việc lớn lao và được thắng hơn. Đoạn David cứ đi lối mình, còn Sao-lơ trở về nơi người. Thi Thiên 96. Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất khá hát sướng cho Đức Giê-hô-va. Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân. Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm. Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần, vì những thần của các dân đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời. Sự tôn vinh và sự oai nghi ở trước mặt Ngài, sự năng lực và sự hoa mỹ ở nơi thánh Ngài. Hỡi các họ hàng của muôn dân, đáng tôn vinh hiển và năng lực cho Đức Giê-hô-va. Hãy tôn vinh xứng đáng cho danh Đức Giê-hô-va. Hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất khá run sợ trước mặt Ngài. Hãy nói giữa các nước rằng Đức Giê-hô-va cai trị. Thế gian cũng được lập vững bền, không thể rúng động. Ngài sẽ lấy sự ngay thẳng mà xét đoán các dân. Nguyện các tầng trời vui vẻ và đất mừng rỡ. Nguyện biển và mọi vật ở trong biển nổi tiếng ầm ầm lên. Nguyện đồng ruộng và mọi vật ở trong đó đều hớn hở. Bây giờ những cây cối trong rừng đều sẽ hát mừng rỡ trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian. Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân. Chương 44.
Đoạn, người đem ta đến hiên cửa ngoài của nơi thánh ngó về phía đông. Cửa ấy vẫn đóng. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng, hiên cửa này sẽ đóng luôn, không mở nữa. Chẳng ai được vào bởi hiên cửa này, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã vào bởi đó. Vậy cửa ấy sẽ đóng lại. Chỉ có vua, vì người là vua, thì có thể đến ngồi tại đó đặng ăn bánh trước mặt Đức Giê-hô-va. Vua sẽ vào bởi nhà ngoài của hiên cửa và cũng ra bởi đường ấy. Rồi người dắt ta bởi hiên cửa phía bắc đến trước nhà. Ta nhìn xem, và này, vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dãy nhà Đức Giê-hô-va. Thì ta sấp mặt xuống. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, khá chú ý kỹ càng, lấy mắt ngó và lấy tai nghe mọi điều ta sẽ phán cùng ngươi về mọi mạng lệnh, mọi lệ luật của nhà Đức Giê-hô-va. Hãy cẩn thận coi sóc lối vào của nhà và hết thảy các đường ra của nơi thánh. Ngươi khá nói cùng kẻ loạn nghịch, tức là nhà Israel rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, hỡi nhà Israel, mọi sự đáng gớm ghiếc của các ngươi đã đủ rồi. Các ngươi đã dắt những con cái dân ngoại, là những kẻ không cắt bì về lòng chúng nó cũng như về thịt chúng nó, vào trong nơi thánh ta, đặng làm ô uế nhà ta, khi các ngươi dâng bánh, mỡ và huyết của ta. Như vậy, các ngươi đã phạm lời giao ước ta bởi mọi sự gớm ghiếc của các ngươi. Chính các ngươi không giữ vật thánh ta, nhưng các ngươi đã lập người khác thay mình mà giữ vật thánh ta trong nơi thánh ta. Chúa Giê-hô-va phán như vậy, chẳng có một người ngoại nào không cắt bì về lòng nó cũng như về thịt nó mà được vào trong nơi thánh ta. Không, chẳng có một người ngoại nào ở giữa con cái Israel được vào đó. Vả lại, khi dân Israel lầm lạc, thì những người Lê-vi đã đi cách xa ta, bỏ ta đặng hầu việc thần tượng nó, sẽ mang tội lỗi mình. Dầu vậy, chúng nó sẽ hầu việc trong nơi thánh ta, làm kẻ giữ cửa nhà, sẽ hầu việc nơi nhà, sẽ vì dân sự giết những con sinh định làm của lễ thiêu và các của lễ khác, sẽ đứng trước mặt dân sự đặng hầu việc nó. Vì chúng nó đã hầu việc dân sự trước mặt những thần tượng của nó và đã nên dịp tội cho nhà Israel. Vì cớ đó, ta đã giơ tay lên nghịch cùng chúng nó. Vậy, chúng nó sẽ mang tội lỗi mình. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chúng nó sẽ không đến gần ta đặng làm trọn các công việc thầy tế lễ trước mặt ta. Chúng nó sẽ không đến gần vật thánh nào của ta hoặc vật rất thánh, song sẽ mang sự nhuốc nha và những sự gớm ghiếc mình đã phạm. Nhưng mà ta sẽ lập chúng nó lên đặng coi giữ nhà, đặng làm trọn chức vụ và mọi công việc cần trong đó. Đến như các thầy tế lễ họ Lê-vi, con cháu của Sa-đốc, còn coi giữ nơi thánh ta khi con cái Israel lầm lạc cách xa ta, những kẻ đó sẽ gần ta đặng hầu việc, sẽ đứng trước mặt ta đặng dâng mỡ và huyết. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ấy là những kẻ sẽ vào nơi thánh ta, đến gần nơi bàn ta đặng hầu việc ta và giữ vật ta. Khi chúng nó vào bởi các cửa của hành lang trong, thì sẽ mặc áo bằng gai. Chúng nó sẽ không mặc đồ bằng lông chiên trong khi hầu việc nơi các hiên cửa của hành lang trong và nơi nhà. Chúng nó sẽ đội khăn bằng gai trên đầu và mặc quần đùi bằng gai nơi lưng. Thứ vải nào hay đổ mồ hôi thì không mặc lấy. Nhưng khi chúng nó đi qua nơi hành lang ngoài là nơi dân sự đứng, thì phải cởi áo sống hầu việc để trong các phòng thánh và mặc áo khác, hầu cho không lấy áo mình làm cho dân sự nên thánh. Chúng nó sẽ không cạo đầu và không để tóc dài, nhưng sẽ cắt tóc. Chẳng có thầy tế lễ nào được uống rượu khi vào nơi hành lang trong. Chúng nó không được lấy đàn bà quá hoặc bị để mà làm vợ, nhưng phải lấy gái đồng trinh về dòng nhà Israel hay là lấy vợ quá của một thầy tế lễ. Chúng nó sẽ dạy dân ta phân biệt điều chi là thánh với điều chi là tục, làm cho dân ta biết điều ô uế và điều thánh sạch khác nhau là thế nào. Khi có sự kiện xảy đến, chúng nó phải xử đoán, và phải xử đoán theo mạng lệnh ta. Chúng nó sẽ vâng giữ các luật pháp ta và các lệ luật ta trong mọi kỳ lễ của ta và làm cho các ngày sa bát ta nên thánh. Chẳng có một ai trong chúng nó được đến gần thây kẻ chết e bị ô uế chăng. Song le,
thầy tế lễ có thể bị ô uế vì cha mình, vì mẹ mình, vì con trai mình, vì con gái mình, vì một người anh em hay là vì một người chị em không chồng. Sau sự được sạch sẽ kể là 7 ngày. Cái ngày mà thầy tế lễ ấy sẽ vào trong nơi thánh, trong hành lang trong, đặng hầu việc tại đó, thì phải dâng của lễ chuộc tội mình. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Còn như gia tài để dành cho chúng nó, thì chính ta là gia tài của chúng nó đây. Các ngươi chớ cho chúng nó sản nghiệp gì trong Israel, chính ta là sản nghiệp chúng nó. Chúng nó sẽ nuôi mình bằng những của lễ chay, của lễ chuộc sự mắc lỗi và của lễ chuộc tội. Lại, hễ vật chi khấn dâng bởi trong dân Israel thì sẽ thuộc về chúng nó. Các hoa quả đầu mùa có mọi thứ sản vật cùng hết thảy của lễ chay mà các ngươi dâng đều sẽ thuộc về thầy tế lễ. Các ngươi cũng sẽ cho các thầy tế lễ bột nhồi đầu mùa của mình, hầu làm cho sự chúc phước yên nghỉ nơi nhà các ngươi. Các thầy tế lễ không nên ăn thịt của một con thú nào chết tự nhiên, hay là bị xé, hoặc thịt chim, hoặc thịt thú. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.